đi lại, thì dưới này đi lên thì sáng sớm tầm khoảng 6 giờ là chị đi. À, đi lên đến đấy là được 7 giờ 15. 7 rưỡi như mùa hè thì 7 giờ 30 là mình vào lớp, còn như mùa đông thì là 8 giờ kém 15. Nhưng mà lên đến đấy thì chị phải đợi các bé, tại vì nhà các bé thì phải đi bộ xuống. À, lại học cả ngày ấy thì các bé phải mang mì tôm đi hoặc là nắm cơm đi. Mà ở đây thì ngay chỗ mà chị đang dạy á là ở điểm trường xa nhất. Yeah. Đó là điểm trường này là điểm trường thứ hai, còn một điểm trường chị đang dạy ở trên đấy là có 4 học sinh thôi. Yeah. Một mình chị và bốn bé. Ừ. 4 bé học sinh, và hôm nay cũng xuống đây để nhận quà. Đối với bản thân của Bùi Hồ, và tuy nhiên á, trong cái đoạn đường di chuyển như vậy á thì nó không khó khăn. Nó không khó khăn bằng cái quãng đường mà các bé phải đi từ nhà đến trường tìm các con chữ cho bản thân mình. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Đứng kế bên Bùi Hồ đây là cô Loan. Cô Loan là dạy lớp 2. 2 cộng 5 là lớp ghép. Lớp 2 cộng 5 là lớp ghép với cô bác anh chị. Cô Loan thì năm nay công tác được bao nhiêu năm rồi? Được 13 năm. Được 13 năm. Quê của cô Loan ở đâu? Quê ngoại thì ở ngay trung tâm xã dưới này. Dạ. Còn nhà cô Loan cách đây xa không? Có, nhà mình ở Yên Bái. Ở Yên Bái à? Và nhà chồng mình. À, vì sao cô Loan đi công tác ở tận nơi xa như thế này? Tại vì là mình khi ra trường ấy thì mình cũng đã xác định là trước khi đi học thì mình xác định là về để dạy các bé ở quê hương mình. Các em ở vùng núi khó khăn ấy thì nó rất là vất vả, không giống như ở các vùng đồng khác. Mà ở đây thì ngay chỗ mà chị đang dạy á là ở điểm trường xa nhất. Yeah. Đó là điểm trường này là điểm trường thứ hai, còn một điểm trường chị đang dạy ở trên đấy là có 4 học sinh thôi. Yeah. Một mình chị và bốn bé. Bốn bé học sinh, và hôm nay cũng xuống đây để nhận quà. Và từ đây, từ cái điểm trường này lên đến điểm trường chị ở trên đấy là đi xe thì phải mất 20 phút nữa. 20 phút đi lên núi lên trên kia. Yeah. Đi theo một mấy ngọn núi nữa cơ mới đến. Và ở trên đấy không có điện, không có đường thì còn rất là gần như là gần không có đường. Và cũng là không có nước. Yeah. Bây giờ là có mùa mưa thì các bé mới có ở dân, kể cả dân trên đấy mới uống nước để mà bắt đầu là uống. Nhưng mà thấy là ở nước ở trên đấy chắc thật sự không đảm bảo, tại vì là cứ phải hứng quanh như vậy. Nếu không có hứng để thì lại không có nước uống. Hứng để thì toàn rất là nhiều con loang quăng, rất là nhiều ở dưới đáy. Nên là mọi lần chị đi trường chị lại đi lại, thì dưới này đi lên thì sáng sớm tầm khoảng 6 giờ là chị đi. À, đi lên đến đấy là được 7 giờ 15, 7 rưỡi như mùa hè thì 7 giờ 30 là mình vào lớp, còn như mùa đông thì là 8 giờ kém 15. Nhưng mà lên đến đấy thì chị phải đợi các bé, tại vì nhà các bé thì phải đi bộ xuống. À, lại học cả ngày ấy thì các bé phải mang mì tôm đi hoặc là nắm cơm đi. Xuống nhà, có một nhà dân ở cạnh trường là ăn cơm ở đấy. À. Đối với một giáo viên trẻ mới ra trường thì việc đi công tác ở trên những cái điểm trường vùng cao là một điều gì đó nó rất khó khăn. Và đặc biệt là những cái điểm trường nó ở trên ngọn núi cao như thế này, thì đối với cô Loan thì lần đầu tiên mà đặt chân đến cái điểm trường thì cái cảm giác của cô Loan như thế nào? Cái điểm trường này còn không khó khăn bằng lần đầu tiên chị đi cơ. Dạ. Là còn xa ở điểm bên kia cơ, bên kia là đấy là chị vừa chuyển về đó. Lúc còn trẻ trước khi ra trường chị suy nghĩ này, mình còn trẻ thì mình cống hiến được cái gì thì mình đi. Bây giờ mình được đi trải nghiệm, mình được mang lại những cái kiến thức mà mình đã học được, mình mang lên và mình có thể là mang những cái kiến thức mình học được để dạy cho các bé, để các bé ở trên vùng núi cao không đỡ phải bị thiệt thòi so với các bé ở dưới vùng đồng. Ít ra ấy, các bé có thể là hiểu được rằng mình đi học biết được cái chữ, và khi mà làm một cái gì đó các bé có thể viết được tên của mình, biết được cái này nên làm và cái kia không nên làm. Khi mà có những cái mà ở trên này là gần Trung Quốc ấy, nên là sợ người ta hay về để lừa những người dân mà không biết chữ. Yeah. Để đưa đi sang bên Trung Quốc ấy, thì ít ra mình có thể dạy cho các bé kỹ năng để sống. Yeah. Về những cái kiến thức dù không thể mang được hết, nhưng cũng có thể mang được cả những cái tuyên truyền, những cái kiến thức để cho người dân ở trên đấy nữa. Yeah. Và lúc mà năm chị vừa ra trường là chị lên ngay cái điểm khó khăn nhất là chị phải đi bộ 2 tiếng đồng hồ. Oh. Và cái đường đi rất là khó. Năm 2011 là chị bắt đầu chị đi làm thì là đường đi rất là khó, thì là lên trên đấy chị còn được nhà trường phân công để dạy lớp xóa mù á, có nghĩa là dạy cho những người lớn nữa đấy, để cho những người đấy biết được rằng là
khi mà mình ký nhận hoặc làm cái gì mình không cần phải điểm chỉ nữa mà mình sẽ có thể biết được tên mình. Lần đầu tiên thì cô Loan phải lội bộ 2 km đến điểm trường để mà mình nhận hai tiếng đồng hồ để đến cái điểm trường mình dạy. Và thậm chí là ở trên cái vùng cao như thế này vào một buổi chiều á nó buồn lắm, và không biết thì lúc đó thì cô Loan dạy là ở trên này luôn hay là chiều về. Trước khi ra trường là cô ở ngay điểm trường đấy luôn, không đi về, không cuối tuần mới về. Mà lúc đấy là ở bên điểm trường lần đầu tiên cô nhận kia cũng không có điện, cũng không có đường luôn. Mà cũng được cái tính của cô thì được cái là khá là vui tính, cho nên là ở đâu mình cũng phải tự tạo ra một cái không khí, tạo ra một cái môi trường để gọi làm sao có thể là cả dân, cả học sinh, cả cô giáo nó có một cái môi trường đó. Có nghĩa là tạo nên một cái thân thiết, như là một cái sự nói như thế nào nhỉ? để cho nó có gọi là một cái kiểu như là những người thân như mình bình thường á. Mà dạ, cô lên trên đấy á, thì được cái dân rất là quý. Dạ. Cô được cái, cô nói giọng cô thì to lắm, thật to. Dạ. Và nói rất là nhiều. Nhưng được cái là tính của cô lại nói là cô làm. Dạ. Cho nên lại được cái có đi kể dù cả trẻ thôi, nhưng được cái dân rất là tin tưởng, mà cái trường xóm ở bên đấy cũng rất là tin tưởng. Mà cũng nhớ cái kỷ niệm là lần đầu tiên không có điện, không có gì hết, mà lần đầu tiên ở bên đấy là có dự án là làm đường để liên huyện á, là phải đi qua cái chỗ điểm trường của chị cơ. Đấy, qua đấy thì ở đấy là năm đấy là cô có cái sự tuyên truyền là đến cả ở bên xã, bên chủ tịch xã với cả bí thư liên kết lại với cả điểm trường của em cơ, của chị cơ, để tạo ra một cái đấy gọi là chương trình hoạt động văn nghệ. Dạ. Đấy, không có điện đâu nhưng mà lại xin được các anh làm đường á. Dạ. Là kéo điện máy nổ ra. Đấy, kéo điện máy nổ ra đấy, cái kỷ niệm nhớ nhất luôn là năm đấy, năm thứ hai là bắt đầu là chị công tác được, năm thứ hai là chị làm được cái điều đấy. Và ở đấy là các điểm trường đều mỗi người 1-2 tiết mục lên giao lưu cùng, trong đấy có cả xóm, có cả hội phụ nữ, hội thanh niên, mà được cái là vui lắm. Dạ. Đó, và đấy là một cái mà cho mình cái niềm vui, niềm hạnh phúc, và cũng là một cái gì đó là bản thân mình có thể làm được, và cũng để tạo ra cái là dân tin tưởng ở mình, và cũng được các em gọi là rất là tin tưởng. Mà ở trên đấy ít khi là bị đi lấy củi lắm, cái dân này cho suất. Dạ. Nên là thật ra thì cô Loan thì phải nói rất là năng động, và một cô giáo rất là năng động và rất là sáng tạo, thậm chí là một cái lòng yêu nghề rất là tuyệt vời, thì cô mới có thể mang tận những cái con chữ để mà gieo chữ cho các em học sinh như thế này. Cô có chia sẻ một câu rất là hay là để cho các bé tự tay viết được cái tên của mình trên cái đôi tay của mình và hiểu được cái con chữ để mà khi mà người ta không có thể lừa gạt mình được. Rất là, mà không biết thì tâm sự với cô Loan tí xíu nữa, lúc mà cô nhận điểm trường ở trên này, cô về cô nói với gia đình thì lúc đó gia đình suy nghĩ như thế này. Đi điểm trường nào cũng vậy thôi. Như là tính cách của cô thì ít khi về gia đình cản, với lại cô thì cứ thích mạo hiểm cơ. Yeah. Cái gì khó mình cũng muốn được cái gì đó mình cũng được trải nghiệm, cái gì mình cũng phải, bây giờ còn trẻ đi được thì mình cứ đi thôi. Yeah. Mình biết đâu sau này mình già mình không đi được thì mình thôi, mình lại ở chỗ dễ hơn chẳng hạn, đúng không? Để lên đến đấy thì không có nước đâu, buổi trưa thì các em không ở thì cô một mình các ở, thì nhiều lúc các em lên thì lại thôi dạy các em nhảy đấy, tự tạo ra, không ở trên đấy không có cái loa nào đâu. Yeah. Thế này hôm nào mà chú có thì cho cái loa bé bé như thế này để cô có thể đeo mang lên, xong là cắm cái điện thoại vào để cho các em có cái nhạc các em nhảy. Yeah, thế nên là cô là toàn mượn cái điện thoại của con gái lên, khi nào mà các em nhảy xong rồi thì là lấy cái điện thoại của mình là làm nhạc. Yeah. Cho các em nhảy, còn yeah, cái con gái là để mình quay đấy, là cho các bé một cái hay cái là, cho nên là các bé rất thích. Thứ nhất là về cái các hoạt động ấy, các bé cái chủ yếu là mình làm sao tạo cho các em tự tin. Tự tin thứ nhất, tự tin trước đông người, thứ hai nữa là tự tin trước những người lạ đến thì mình có thể mạnh dạn, mình không phải e ngại cái gì hết, mình có thể nói bất kỳ cái gì khi mà mình muốn truyền tải thì các em cứ thoải mái nói. Yeah. Kể cả đối với cô cũng vậy, các em đứng dậy các em có thể nói thoải mái, sai thì cô sửa. Hỏi riêng tí xíu, đến thời điểm bây giờ thì cô Loan đã lập gia đình chưa? Dạ có rồi ạ, bé có bé năm nay học lớp 6 rồi. Năm nay thì cô Loan đã có một bé và học lớp 6. Sở dĩ Bùi Hồ hỏi như vậy á, tại vì đối với một sinh viên mới ra trường thì chọn những cái điểm trường mà nó ở một cái những cái điểm đông vui là cái thứ nhất nè, những cái điểm mà đông người, nhưng mà cô Loan thì lại
lên tặng cái ngọn núi như thế này để gieo cơ chữ, có thể là một điều gì đó rất là quý. Và chia sẻ với cô Loan á là em tên Bùi Hồ và làm ở bên em YouTube. Làm YouTube kênh Bùi Hồ TV. Và trước khi làm YouTube em cũng từng là một giáo viên đứng lớp giống như cô Loan. Nếu như mà đứng lớp đến thời điểm bây giờ thì cũng khoảng 13 năm. Tại vì khi hết 10 năm thì Bùi Hồ cũng nghỉ. Và đối với những người mà mang con chữ đến cho học sinh á, và ở vùng đồng bằng á, nhiều điều kiện thuận lợi lắm, nhiều cái yếu tố thuận lợi để cho người thầy người cô đem đến con chữ cho học sinh. Tuy nhiên đối với Bùi Hồ ngày nay, nghe cô Loan chia sẻ câu chuyện về một người thầy mang con chữ đến cho học sinh một cách rất là đặc biệt từ cái việc mà cô chọn cái điểm trường đến ở trên cái điểm trường hẻo lánh và hiểm trở như thế này, đặc biệt từ cái việc mà cô suy nghĩ đến cho học sinh, và đặc biệt từ cái cách mà cô đã hy sinh cái bản thân của mình để không ngại trèo đèo vượt suối để đem những cái con chữ đến cho các em. Và ngày hôm nay thì có dịp về đây, về huyện Hà Quảng của tỉnh Cao Bằng và đến cái điểm trường của mình, thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin thay mặt cho tất cả các phụ huynh mà cô Loan đã từng dạy qua và tất cả các em học sinh xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô Loan, một lời chúc sức khỏe dồi dào, và thay mặt cho những người Việt Nam và cũng như những người như em và tất cả các quý mạnh thường quân á, gửi lời chúc sức khỏe đến cô Loan cùng gia đình, một cái sức khỏe dồi dào, một cái giọng đặc biệt để mà truyền đến những cái lứa tuổi học sinh để nó cảm nhận được cái tình thương của cô Loan dành cho các bé. Vâng, điểm trường chị là điểm trường lúc có nhé. Dạ, lúc có. Đây là điểm cảm thông, còn điểm chị là điểm lúc có. Dạ, điểm lúc có. Và chắc có lẽ là nếu như mà cô bác quý anh chị mà có muốn đến cái điểm trường của cô Loan vào một ngày nào đó, muốn lên trải nghiệm thì sẽ sắp xếp để lên trải nghiệm ha. Còn bây giờ thì thời gian phát quà cũng đã đến rồi. Cũng cảm ơn cô Loan đã chia sẻ những cái nghề và những cái khó khăn trong nghề để cho cô bác quý anh chị hiểu thêm ha. Bà. Chúc cô Loan sức khỏe cho dạng. Cảm ơn mọi người đã mang hết tất cả những tình thương, chia sẻ những cái khó khăn lên đến với các em vùng cao, và mang những cái sự ấm áp đến cho các em để các em không còn cảm giác lạnh nữa.